Rồi mình test nhẹ chiếc Win cho anh em thắng ha. Bao nhẹ nhàng ha. Đó, quân ngồi Win chạy bên. Rồi, chào anh em Win 100 nha. Giới thiệu với anh em cấu hình làm bộ nồi Thái chạy cho bốc, không bị tuột nồi ha. Thì bên độ xe Việt Nam có nhận làm nồi fix luôn tình trạng giọng nồi nha. Đó, thì anh em mà bị tình trạng tuột nồi giọng nồi thì ghé bên độ xe Việt Nam. Win này thì bên mình thì chuyên làm rồi, anh em cứ ghé bên ha. Thì mình là nhận làm lên là 110, 125, 135, 150 nha. Con này thì làm cái nồi Thái chạy cho bốc ha. Thì phần cái bộ nồi cũ thì đã bị tình trạng là tuột nồi rồi. Đó, phần cái lá bố nó ra bã như bùn nha. Đó, phần sắt thì màu nhẵn rồi. Có bên này thì mình đi lại chủ xe là full cái mô hình nồi Thái luôn. Đó, thì ở sau mình sẽ đi chủ xe combo là 4 bố Thái, 3 sắt zin Thái nha. Lắp ráp là như zin cho anh em luôn. Đó, tiến hành là lắp xen kẽ. Cái phần cái lá sắt thì anh em lưu ý lắp phần chiều côn nằm trong, còn cái chiều bán nằm ngoài nha. Bố cứ một bố một sắt xen kẽ. Đó, 4 bố ha. 4 bố và 3 sắt 1 2 4 ha. Và 3 sắt 1 2 3 nha. Đó. À, phần cái nồi sau mình sẽ cho phần 4 lò xo nồi Thái với lại phần ép nồi 4 chân nha. Rồi, phần mặt trước thì anh em lưu ý là siết đều 4 con nắp lọc nhớt ly tâm nha anh em. Đó. Mình bắn cái nồi trước xong là mình sẽ hành lắc kê cái lồng đền rồi mình gắn cái nắp lọc nhớt 4 con luôn. Đó. Rồi, mình tiến hành là cho cái phần cái mặt nồi vô nữa, bạch đạn rồi phần ốp phóng nồi vô. Thay một miếng răng mới chủ xe tại vì cái răng cũ nó bị rách rồi. Mình đang hành là kiểm tra cái phần cái bộ dây côn cho nó nhuyễn nhẹ nha anh em. Sau đó mình sẽ tiến hành là ốc phóng nồi. Riêng bốn ốc mà siết nắp lọc nước thì mình sẽ tiến hành là đóng lại luôn nha, để cho khỏi bị xì nha anh em. Đóng kín lại luôn. Rồi, mình test nhẹ chiếc Win cho anh em thắng ha. Bao nhẹ nhàng ha. Đó, quân nồi Win chạy bền nhẹ xe xe. Anh em muốn làm đồ Win thì ghé bên độ xe Việt Nam nha. Anh em mà muốn làm đồ Thái cho chiếc Win thì ghé bên độ xe Việt Nam. Quân nồi bộ nồi Win 100 nha. Chạy bao nhẹ nhàng cho anh em, không bị tình trạng là tuột nồi lì nồi nha. Xe này thì của anh trai ảnh lấy lại của anh ha. Win này Win Nhật luôn nha anh em. Win Nhật ha, chạy bao bền bao nhẹ luôn. Chiếc nhẹ lên ha. Bao ok cho anh em, phun bộ nồi Win Nhật okay. Nha, em ru nhẹ nha, mình bao làm cho anh em ha, quá ok, đó phun bộ nồi chiếc Win, mình làm là bao tuột nồi ha, không bị tuột nồi, chạy leo đèo rất ngon nha, xe này mình em đi dòng như đi tour đi phượt đường xa đường đèo á, chạy rất sướng tại vì nó nằm bên sàn đằng trước nha, ống kêu, bị tuột bằng đường lên trước ha, đó, chích nhẹ cho anh em tham khảo rồi mình giao cho anh em. Ok cho anh em ha, phun bộ nồi chiếc Win 100 nha. Rồi, mình cảm ơn anh em Win. Anh em muốn làm nồi làm máy sơn si dọn kỹ thì ghé bên độ xe Việt Nam.